Tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đà. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Chư pháp không tướng, vô trí vô đắc, niết bàn, chánh đẳng chánh giác. Yết đế Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Nhận thức thẳm sâu rằng hợp thể năm uẩn, tức cấu thành thân và tâm này, đều giống không, tức thì vượt qua mọi khổ ách. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Tất cả các pháp đều biểu hiện tướng giống không, không thể nhận thức, không thể đạt được niết bàn, giác ngộ, hoàn toàn rốt ráo. Vượt qua, vượt qua. Cố gắng vượt qua bên kia. Hãy cố gắng vượt qua bờ bên kia. Tỉnh thức an vui. Tâm kinh chỉ có 270 ký tự Trung Quốc, nhưng nó dung chứa tất cả giáo lý của Phật giáo Đại Thừa. Trong bản kinh này là thực thể của các kinh Kim Cương, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, bao gồm tất cả 84.000 kinh điển. Nó được trì tụng trong mỗi ngôi chùa Phật giáo Đại Thừa và thiền trên thế giới. Trong những ngôi chùa Hàn Quốc và tại các trung tâm thiền của chúng tôi ở phương Tây, tâm kinh được trì tụng ít nhất mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối, cũng như là trong thời gian khai thất tĩnh tâm, nó được tụng nhiều hơn. Đôi khi nếu bạn cảm thấy tâm trí của bạn không sáng suốt và thiền định không mấy sâu lắng, bạn nên tụng kinh này. Sau đó tâm của bạn sẽ trở nên thanh tịnh sáng suốt. Maha có nghĩa là vĩ đại rộng lớn. Bát Nhã là trí tuệ siêu việt. Và Ba La Mật Đa nghĩa là đáo bỉ ngạn, vượt qua bờ bên kia, hoặc hoàn thiện tuyệt đối. Tâm có nghĩa là trái tim. Và các ký tự Trung Quốc nói về tâm kinh là Sim Giông hoặc là tâm lộ, con đường tâm. Vì vậy kinh này là đại đạo, con đường rất lớn, con đường cho sự hoàn hảo của trí tuệ tuyệt đối. Chữ Ma trong tiêu đề của kinh này chỉ là một cái gì đó có kích thước rất rộng lớn, là những gì thật sự vô số vô biên, phủ trùm khắp thời gian và không gian. Thường thì người ta cho rằng đại địa nghĩa là mặt đất lớn nhất, nhưng so với đại dương thì biển cả lớn nhất, hay là bầu trời lớn nhất. Có thể nói không gian lớn nhất mà chúng ta khó đo lường. Vũ trụ vô biên, thời gian vô hạn và không gian vô cùng, dung chứa tất cả các tinh cầu thế giới vô tận, đó có phải là lớn nhất chăng? Tất cả mọi người có thể nghĩ rằng điều đó đúng thật như thế. Nhưng một vị tổ sư nổi tiếng cho biết, vũ trụ bao gồm thân tôi, nhưng tâm tôi trùm khắp cả vũ trụ. Đây là một điểm rất quan trọng. Vũ trụ bao gồm và phủ trùm thế giới của chúng ta và tất cả mọi thứ bên trong nó. Vì vậy nó thực sự vô cùng rộng lớn. Nhưng khi bạn nghĩ về vũ trụ, thì ngay lập tức tâm bạn đã bao phủ toàn bộ vũ trụ. Do đó tâm chúng ta lớn hơn so với thời gian vô hạn và không gian vô cùng của vũ trụ này. Thật tuyệt vời làm sao? Tâm kinh chỉ ra điều lớn nhất, đó là tâm. Nó cho thấy chúng ta có thể khám phá và trau dồi việc sử dụng thích hợp trong những điều lớn nhất. Vì vậy đó là lý do tại sao tiêu đề kinh này được gọi là Maha. Nhận thức thẳm sâu rằng hợp thể năm uẩn, tức cấu thành thân và tâm này, đều rỗng không, tức thì vượt qua mọi khổ đau ách nạn. Chúng ta nhìn ra thế giới, khổ đau có mặt khắp mọi nơi. Tất cả chúng sanh luôn luôn đang đau khổ và gặp nhiều ách nạn. Vậy khổ đau từ đâu đến? Người ta đang mắc kẹt với một tình yêu vô vọng với ai đó, hoặc họ theo đuổi những ham muốn đam mê để có được một số của cải vật chất. Người ta có tham vọng trở thành những điều mà họ cảm thấy sẽ thành đạt trong cuộc sống của họ, hoặc được công nhận, tôn vinh bởi những người khác. Thực ra không có gì khó khăn khi chúng ta đấu tranh giành giật cho những chuyện như thế, ngay cả khi chúng ta nhận được chúng, nhưng không thể giữ chúng mãi bên mình. Vì vậy nó gây ra mọi đau khổ cho chúng ta.
ban đầu đau khổ này không có. Tất cả do tâm tạo, giống như là một thứ ảnh ảo xông lên từ trên đường nhựa nóng hoặc là cát nóng. Tưởng chừng có nước xuất hiện ở phía trước. Nếu tôi mắc phải quá nhiều vấn đề đau khổ, sau đó tôi chết, đau khổ của tôi cũng không còn. Khi chúng ta nhận ra điều này thì đau khổ đó chỉ là sản phẩm của tâm, và không có thứ gì tồn tại độc lập. Tâm tạo thì tâm chuyển, sau đó không còn bất kỳ đau khổ và ách nạn nào nữa. Vì vậy cái gì làm cho tâm này vĩ đại như vậy? Nếu bạn đang nghĩ bạn không thể tìm thấy tâm bạn ở bất cứ nơi nào, nếu bạn cắt đứt mọi suy nghĩ, có nghĩa là bạn quét sạch mọi thứ vọng tưởng, mọi dính mắc đã làm bạn bận lòng. Sau đó chân thánh của bạn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chúng ta đã tìm hiểu một số quan điểm quan trọng trong giáo lý Phật giáo tiểu thừa. Đức Phật buổi đầu dạy rằng những gì chúng ta gọi là tâm hay tôi chỉ là năm uẩn sắc, thụ, tưởng, hành, thức kết hợp. Năm uẩn này hoặc năm hợp thể liên tục thay đổi. Chúng chỉ là khối năng lượng tinh thần gắn bó với hình thể. Kể từ khi con người dính liền với sắc, thụ, tưởng, hành, thức, sau đó năm hợp thể chắc chắn sẽ thay đổi. Vì vậy chúng ta nhận lấy đau khổ. Cho nên chúng ta khó thoát khỏi thế giới đau khổ này, bởi vì chúng ta tin rằng năm uẩn này có thật và chúng là cái tôi thực sự. Đây là trọng tâm giáo lý Phật giáo tiểu thừa. Tuy nhiên mà những dòng tâm kinh cho thấy rằng năm uẩn xưa nay vốn không thật có. Thế thì đau khổ ở đâu? Cái gì làm cho đau khổ? Ví dụ đây là một ly nước cam. Nếu bạn có cái ly, sau đó bạn có thể cho nước cam này vào trong. Nhưng nếu ly này bị vỡ bể, làm thế nào nước cam có thể vẫn tồn tại? Bạn không thể giữ được nước cam đó còn lại, phải không? Cũng giống như thế, đau khổ tồn tại chỗ nào? Nếu bạn dính mắc với năm uẩn, sắc, thụ, tưởng, hành, thức, thì khổ đau có một nơi để ở. Nhưng tâm kinh cho thấy năm uẩn đều không thật, tâm hoàn toàn giống không, thì nơi đâu đau khổ có thể trú ngụ? Vì vậy giáo lý này nói về tánh không rất quan trọng, cần phải thấu đạt. Khi bạn thực hành theo con đường trí tuệ rốt ráo, bạn khám phá ra tất cả năm uẩn đều không thật. Đạt được điểm này, chúng ta thoát khỏi mọi khổ đau ách nạn. Nếu chỉ hiểu đơn thuần hiểu biết những quan điểm này thì nó không thể giúp gì được cho bạn. Bạn phải thể nghiệm và thấu đạt điều đó. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Tâm kinh dạy câu này là cái gì có hình sắc là không thật. Cái gì không thật tức là hình sắc. Nhiều người không hiểu nghĩa này. Thậm chí một số môn sinh trải qua thời gian dài tu thiền cũng vậy. Nhưng có một cách rất dễ dàng để nhận ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ đây là một chiếc ghế gỗ màu nâu, cứng chắc và nặng. Tưởng chừng nó có thể tồn tại lâu dài. Bạn ngồi trên ghế với sự chịu đựng sức nặng của bạn và mọi thứ để trên nó. Nhưng sau đó bạn đốt chiếc ghế bốc cháy rồi rời khỏi. Khi bạn quay trở lại, chiếc ghế không còn ở đó. Chiếc ghế này tuy rất vững chắc và mạnh mẽ, nhưng thực tế hiện giờ chỉ là một đống lửa than có gió thổi cháy xung quanh. Ví dụ này cho thấy chiếc ghế rỗng không, không thật, không vĩnh viễn. Nó luôn luôn thay đổi, không có sự tồn tại độc lập. Trong một thời gian dài hay ngắn, chiếc ghế cuối cùng cũng sẽ thay đổi và trở thành một cái gì đó khác với những gì mà nó đã có mặt trước đó. Vì vậy chiếc ghế màu nâu này nói lên sự rỗng không hoàn toàn. Tuy nhiên dù cho nó luôn luôn có bản chất rỗng không, nhưng sự rỗng không này là hình thức mà bạn có thể ngồi trên ghế. Và nó vẫn nâng giữ bạn lên. Sắc tức không, không tức sắc, nghĩa là như thế. Nhưng tại sao cần thiết để hiểu điều này? Lý do là nhiều người dính mắc với danh và sắc. Sự dính mắc này là nguyên nhân của hầu hết tất cả đau khổ. Nếu chúng ta muốn chữa trị con người dính mắc này thì phải bắt đầu uống thuốc danh và sắc bằng cách quán chiếu danh và sắc này không thật, không tồn tại lâu dài. Chúng luôn luôn thay đổi, thay đổi, thay đổi. Nếu bạn muốn làm giàu hoặc đã giàu có rồi, bạn phải thấy rằng sự giàu có của cải là không thật.
nay tay này mai tay khác. Nếu bạn đang dính mắc với danh tiếng và sự tán thành của người khác, bạn phải nhận ra rằng những điều mà bạn luôn tìm cách đấu tranh vật lộn và đau khổ cho cái trống rỗng không thật. Hầu hết mọi người đều quý trọng thân này. Họ sử dụng rất nhiều tiền để làm cho thân mạnh khỏe và đẹp đẽ thêm. Nhưng một ngày nào đó khi bạn chết, cơ thể này sẽ tàn hoại. Bạn không thể giữ cái thân vốn rỗng không này được. Tuy nhiên, nhiều người vẫn trân trọng thương yêu nó. Bạn không thể mang theo danh tiếng tiền bạc của cải. Bạn không thể mang theo sắc dục. Bạn không thể thực hiện bất cứ điều gì. Ngày nay nhiều người dính mắc với những điều như thế. Họ quý trọng danh tướng bề ngoài trên tất cả các thứ, để rồi làm tổn hại đến bản thân mình và những người khác chỉ để bảo vệ hư danh. Họ muốn nhận được nhiều lợi dưỡng, tiếng khen hoặc là mối quan hệ nào đó. Họ tranh giành quyền lực để có được vị trí cao trong đoàn thể xã hội. Người ta luôn luôn nhân danh một cái gì rồi lệ thuộc vào những vọng tưởng điên đảo của họ, gây ra không biết bao nhiêu điều tồi tệ khổ đau. Họ cố gắng bắt lấy những thứ vô thường, rỗng không này. Thời đại bây giờ nhiều người chạy theo thị dục, vô minh phủ lấp. Nhưng chả mấy ai quan tâm biết rõ điều đó. Sắc tức là không. Vì vậy suy nghĩ và chạy theo thị dục chỉ là ảo tưởng mê lầm. Câu kinh này chứng minh về điểm đó. Điều quan trọng là bạn muốn điều gì trong cuộc sống của bạn ngay bây giờ. Nếu bạn tham muốn, thì cái tôi này trong mỗi lúc tạo ra tâm bạn, và tâm đó tạo ra cuộc sống của bạn. Nó quyết định đời này và đời sau. Bạn nhận thức rằng tất cả các pháp vốn rỗng không, do đó bạn có thể buông xuống tất cả và chỉ sống an nhiên mà không có đau khổ qua những diễn biến vô thường. Nếu bạn không dính mắc vào danh và sắc, bạn sẽ hoàn toàn tự do, tự tại. Có câu chuyện nổi tiếng về việc này. Thuở xưa ở thành Athens, vào thời Hy Lạp cổ đại, có nhà hiền triết nổi tiếng tên là Diogenes, 413-323 trước công nguyên. Ông sống với một con chó lang thang, là người thắp đèn và xách đi khắp phố Athens giữa ban ngày. Ông luôn ngủ trong chiếc thùng gỗ ngoài trời, không bận tâm về cái ăn cái mặc, dù ngày đó có ai cho thức ăn hay không. Ông thường không mặc quần áo, chỉ một mảnh vải che giữa thân. Lối giảng dạy của Diogenes là tất cả cuộc sống theo phong cách tự nhiên vô nhiễm. Coi thường học vấn, danh vọng, tiền tài, giải thoát mọi dục vọng, hạn chế tối thiểu nhu cầu vật chất, sống theo thiên nhiên. Triết học chỉ là mơ lý thuyết rườm rà, rời xa thực tế. Một hôm vào buổi sáng sớm, trong khi ngủ trên vỉa hè ngoài đường phố, ông ta đột nhiên cảm thấy một chút lành lạnh và chờ mình tỉnh giấc. Đứng bên ông là bóng hình Alexander, tức Alexander Đại Đế, người mà thời đó rất có thế lực mạnh mẽ nhất trên thế giới. Ông đã chinh phục rất nhiều lãnh địa, nhiều quốc gia vì sức mạnh quân sự phi thường của ông và trí thông minh tột bậc. Ông đã được kính trọng và ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Hôm nay Alexander Đại Đế muốn đến tìm thăm Diogenes để mong nhận được một lời khuyên cho ông. Đại Đế đứng đó trong sắc khí kiêu hùng lẫm liệt, dáng vẻ to lớn lực lưỡng của ông như một pho tượng đúc che phủ ánh nắng mặt trời trong lúc Diogenes còn đang ngủ say. Diogenes vẫn nằm nheo mắt nhìn lên Đại Đế và nói: "Ồ, xin chào Alexander Đại Đế, ngài khỏe không?" Đại Đế đáp: "Cảm ơn chấm vẫn bình thường, nhưng chấm muốn giúp Hiền Khanh." "Diogenes ạ, chấm đã chinh phục khắp cả thế giới này từ Hy Lạp, Ba Tư sang Trung Đông, Ấn Độ. Chấm có cung điện, vàng bạc ngọc ngà châu báu và sự giàu có không thể kể xiết. Nếu Hiền Khanh muốn thứ gì, chấm sẽ sẵn sàng ban cho Khanh. Dù là đất đai, tiền bạc, quan cao, chức trọng, chỉ cần Khanh đề cập đến nó thì nó sẽ là của Khanh. Vậy Khanh muốn thứ gì?" "Ồ, thưa Đại Đế, ngài muốn giúp tôi ư?" "Vâng." Alexander Đại Đế nói, "chậm muốn giúp Khanh thật lòng." "Xin cảm ơn ngài."
Thế thì Khanh muốn thứ gì? Vâng, Diogenes nói, tôi chỉ muốn một điều. Ồ, vậy Khanh cứ nói ra điều đó. Tức thì nó là của Hiền Khanh, bất cứ điều gì. Thưa Đại Đế, xin Ngài vui lòng di chuyển khỏi sự che lấp ánh sáng mặt trời của tôi. Ồ, được được, chấm xin lỗi. Alexander liền bước qua một bên. Diogenes bèn nói, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Ngài đã ban cho tôi như thế là đủ. Viên tướng hộ giá thấy vậy rút gươm toàn chém tên vô lễ. Nhưng nhà vua gạt đi và nói, nếu ta không là Alexander thì ta muốn được là Diogenes. Đây là câu chuyện rất đơn giản và vô cùng thú vị. Nó dạy chúng ta rất nhiều về lẽ sắc không. Alexander đại đế kính trọng Diogenes như bậc thầy của mình. Nhà vua đã từng nói, sinh ra ta là cha ta, hoàng đế Philippi, còn dạy ta sống xứng đáng là thầy ta, Aristotle. Với Diogenes là tấm gương vô nhiễm giải thoát cho ta soi chiếu. Đại đế lên ngôi năm 20 tuổi, mất năm 33 tuổi. Trải qua 13 năm đánh đông dẹp bắc, xua quân từ Hy Lạp sang tận Ba Tư, Ấn Độ, cái thế anh hùng. Nhưng nhà vua biết cúi đầu trước cái đức của một bậc hàn sĩ. Ông đã vô tình ngăn chặn ánh sáng mặt trời, nó không thể chiếu đến được Diogenes. Vì vậy ông muốn ban cho bất cứ thứ gì trên đời. Diogenes chỉ nói, xin hãy di chuyển ra khỏi sự che lấp ánh sáng mặt trời của tôi. Chỉ có điều đó thôi. Thời điểm đó không có ham muốn, không theo đuổi, không tìm kiếm. Diogenes đã thấu đạt hoàn toàn sự thật hiện tiền. Nghĩa là ông đã đạt đến bản thể giống không. Ông thấu rõ danh và sắc cũng giống không. Vì thế ông không quan tâm đến sự giàu sang danh vọng, một người yêu hoặc mái ấm gia đình, hoặc một vị trí cao trong xã hội. Tất cả mọi thứ đều không. Tại sao khao khát ham muốn bám víu những điều giống không vậy? Những điều đó thực sự không giúp đỡ gì cho cuộc sống bình yên tự do tự tại của tôi. Nhưng bây giờ, tại đây, tôi muốn có ánh sáng mặt trời. Đó là tất cả. Điều ghé nét được hoàn toàn tự do, bởi vì ông thấu đạt rốt ráo chân lý sắc tức là không, không tức là sắc. Nếu bạn đạt đến điểm đó, mọi tham muốn không thể bám vào, bởi vì bạn nhận ra rằng bạn đã toàn vẹn đầy đủ rồi. Ngay bây giờ bạn có thiếu thốn gì đâu. Đó là điểm rất quan trọng. Vì vậy thiền định không cần thiết, nhập thất tĩnh tâm không cần thiết, thuyết pháp cũng không cần thiết. Nhưng nếu bạn dính mắc với suy nghĩ thì thiền định rất là cần thiết. Nếu bạn không đạt đến sắc tức là không, không tức là sắc, thì nhập thất tĩnh tâm lâu dài rất quan trọng cho đời sống của bạn. Bạn phải thực hành thật nhiều cho việc chuyên tu khó nhọc. Nếu bạn dừng lại, dễ sanh chán nản sai lầm. Không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt. Tâm kinh được biết đến với phương cách rất thú vị về sự mô tả chân tánh của chúng ta. Trong đó sử dụng tánh không nhiều lần. Khi bạn đạt được thật không, không có ngôn ngữ hay lời nói, mở miệng của bạn đã là một sai lầm. Vì vậy chữ nghĩa và lời nói không thể mô tả thể tánh nguyên nguyên của chúng ta. Như để giáo hóa, người ta vẫn sử dụng phương tiện nắm bắt trong ảo tưởng của chữ nghĩa và lời nói. Đôi khi thuốc chữ nghĩa và lời nói là cần thiết. Tâm kinh nhận ra cả hai điểm này. Vì vậy nó diễn đạt chân tánh của chúng ta bằng cách mô tả hoàn toàn những gì không phải chân tánh của chúng ta. Bạn không thể nói nó là gì, nhưng bạn có thể trải nghiệm cho một cảm giác về chân tánh của chúng ta. Nó không phải cái này hoặc cái kia, cái nọ. Nó không giống như thế, như thế. Hiểu không? Đây là một kỹ thuật rất thú vị. Tâm kinh chỉ nói không, vì đây là cách tốt nhất mà chữ nghĩa và lời nói có thể thực hiện. Câu kinh này chỉ đúng với thực tế là trong thể tánh nguyên nguyên của chúng ta vốn không sanh không diệt, không dơ không sạch. Bởi vì đây là bản chất đơn thuần được tạo ra bởi tâm suy nghĩ. Và trong thể tánh uyên nguyên, không thêm cũng không bớt.
chân tánh của chúng ta hoàn toàn bất động và giống không. Nó là bản thể vũ trụ mà tất cả mọi thứ được bao gồm. Làm thế nào nó có thể sanh hay diệt, nhờ nhiễm hoặc là tinh khiết? Quan trọng hơn, chân tánh chúng ta giống như vũ trụ, làm sao có thể từ trước đến giờ có tăng hoặc giảm? Thời gian vô hạn và không gian vô cùng, nó đã không có những đặc tính ứng dụng cho những điều chúng ta có thể diễn đạt bằng chữ nghĩa và lời nói. Thật tướng các pháp là không, không nhận thức, không đạt được, niết bàn. Tâm kinh nói, thật tướng các pháp là không. Nhưng tất cả các pháp đã hiện hữu và không tồn tại ngay cả trước khi bạn nói điều này. Danh và sắc đã không. Vậy làm thế nào bạn có thể đề cập đến pháp và sau đó nói không? Đó là một sai lầm lớn. Trong những trải nghiệm về tánh không, không có chữ nghĩa và lời nói, do đó cũng không có pháp. Khi bạn mở miệng nói thật tướng các pháp là không, thì đã không còn không. Vì vậy hãy cẩn thận. Điểm yếu của câu này nói lên rằng, nếu bạn chỉ hiểu chữ nghĩa và lời nói, chấp giữ lại một sự hiểu biết bằng trí não, thì kinh này và các kinh khác không thể giúp ích cuộc sống của bạn. Một số thành tựu thực tế của những gì bằng những lời này dẫn đến thực hành trải nghiệm là cần thiết. Vì vậy khi chúng ta nói rằng các pháp vốn không, tức là không thể nhận thức và không có gì đạt được. Điểm không này là tuyệt đối. Không có gì. Vì vậy điều gì bạn có thể đạt được? Những câu trong tâm kinh chỉ là lời nói và chữ nghĩa tuyệt vời. Nhưng thật thú vị của lời nói và chữ nghĩa, nếu bạn chỉ hiểu khái niệm thì chúng không thể giúp ích cuộc sống của bạn. Một lần nữa, bạn phải thực sự trải nghiệm để thành tựu một cái gì. Bạn phải đạt được điều thực sự không có gì để đạt được. Tất cả mọi thứ là sự thật hiện bày chính xác như nó đang là. Bạn đã toàn vẹn đầy đủ cả rồi. Nhưng hãy cẩn thận. Hiểu ngôn từ đẹp đẽ là một chuyện, còn thể hội được chúng là hoàn toàn chuyện khác. Tâm kinh khởi đầu với sự trải nghiệm tánh không của tiểu thừa và lấy đó tiến thêm một bước nữa. Nếu bạn đạt được tánh không thật sự, không có ngôn từ và không có miệng lưỡi, như vậy bạn đạt đến không có miệng lưỡi, vô ngôn, bạn đạt được tuyệt đối hay niết bàn. Chúng tôi đã nói về tứ diệu đế và bát chánh đạo của giáo lý tiểu thừa, con đường mà nhận thức tất cả mọi thứ đều đau khổ và sau đó dẫn đến chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử. Đây là niết bàn, không có đối lập, không đến không đi, không cao hay thấp, tốt hay xấu, sanh hay tử. Vì vậy trong sự trải nghiệm tánh không, bạn cảm nhận được đã là không sanh tử, không đến đi. Như vậy làm thế nào bạn có thể chấm dứt một cái gì đó, thậm chí nó không tồn tại? Đã không còn đau khổ thì làm sao có thể có nguyên nhân, và làm thế nào nó có thể được dập tắt? Đó là lý do tại sao tâm kinh nói không có khổ, tập diệt đạo. Vì nó hoàn toàn do các đối lập tư duy của tứ diệu đế mà có khổ, nguyên nhân của khổ, chấm dứt sự khổ và con đường diệt khổ. Nếu bạn chỉ dừng ở lại điểm này, hoàn toàn rỗng lặng, không tịch, bạn chỉ đạt được niết bàn. Vì vậy quan điểm Phật giáo Đại Thừa là từ giáo lý Tiểu Thừa cần tiến một bước nữa. Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Anodala Tam Miệu Tam Bồ Đề Anuttara Samyas Sambodhi là một cụm từ tiếng Phạn có nghĩa là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nói một cách khác đơn giản, đó là như thật. Khi bạn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, tất cả mọi thứ chỉ như vậy là như thật. Trước đây ngay tại điểm niết bàn, không có nhận thức, không đạt được, vì không có gì để đạt được. Vì vậy các vị Bồ Tát phụ thuộc vào bát nhã ba la mật mới đạt được niết bàn. Nhưng sau đó ba cụm từ này xuất hiện: vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Trước đây không thể chứng đắc, bây giờ chư Phật đắc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Điều này nghĩa là gì? Nếu bạn chỉ đạt được tánh không, đây là niết bàn. Nó là một trải nghiệm của sự tĩnh lặng hoàn toàn và hạnh phúc, không có chủ thể hoặc đối tượng, không tốt hay xấu, không đến không đi, không sanh không diệt,
không có gì để chứng đắc. Nhưng với đại thừa thì bạn phải tiếp tục tu tập vượt qua điểm này, do đó bạn không thể đạt được sự thành tựu. Bạn phải tìm thấy chức năng niết bàn trong cõi đời này, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu bạn đạt đến chỗ không đạt được, tức là bạn đạt được như thật, tâm bạn không dính mắc, không chướng ngại và trong suốt như hư không, tâm bạn sáng suốt như một tấm gương trong vắt. Nếu núi xuất hiện trước gương, chỉ có núi. Nước xuất hiện, chỉ có nước. Đỏ đến, hiện đỏ. Trắng đến, hiện trắng. Trời xanh, cây xanh. Chó sủa gâu gâu. Đường ngọt, muối mặn. Tất cả mọi thứ mà bạn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ là sự thật, chỉ vì nó đang là. Tóm lại, niết bàn có nghĩa là đạt được giống lặng, nhưng không có gì để đạt được. Còn vô thượng chánh đẳng chánh giác có nghĩa là áp dụng sự trải nghiệm giống lặng để đạt được chân lý rốt ráo. Với tâm giống không, phản ánh thế giới này cũng giống như chính nó. Đó là con đường Phật giáo Đại Thừa và cũng là Đại Bồ Tát Đạo. Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha. Vì vậy, thêm một bước nữa, nếu bạn đạt đến không và sau đó đạt được chân lý như thị, thế thì làm cách nào thực hiện trách nhiệm thật sự của cõi đời này để giúp đỡ chúng sanh khác? Chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai đều thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là giác ngộ hoàn toàn rốt ráo. Điều này có nghĩa là các ngài đã đạt được chân lý như thị, trời xanh, cây xanh. Ở đoạn cuối của tâm kinh chúng ta biết rằng tâm kinh Bát Nhã này là thần chú có oai lực rất lớn, thần chú sáng rực, thần chú cao tột, thần chú không thể so sánh, năng trừ mọi khổ ách. Đúng thật chẳng sai. Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha. Câu này có thể được dịch là vượt qua, hãy vượt qua. Hãy vượt qua bờ bên kia, tỉnh thức an vui. Vì vậy câu thần chú này ở phần cuối của tập kinh Bát Nhã chỉ sự dẫn thân hành động. Từ trước đến đây tất cả mọi thứ đều là lời nói và chữ nghĩa, diễn đạt tánh không và chân lý như thị. Đó là những điều mô tả rất thú vị. Nhưng câu thần chú này có nghĩa là bạn hãy làm ngay. Nếu bạn muốn cứu giúp cõi đời này thì hành động là cần thiết. Đối với Bồ Tát thì chỉ có hành động của Bồ Tát. Khi bạn hoàn toàn tỏ ngộ rốt ráo, vô thượng chánh đẳng chánh giác, bạn phải đạt được chức năng của sự giác ngộ này trong cõi đời. Đó là những gì chúng ta gọi là sát na thế giới. Từng khoảnh khắc, tâm niệm nhận thức nỗi khổ trong đời này và chỉ cứu giúp tất cả chúng sinh. Tâm kinh rất hấp dẫn, tuyệt vời. Nó khởi đầu bằng cách hiển thị thế giới đối lập, sau đó chỉ ra thế giới tuyệt đối và cuối cùng dẫn đến thế giới toàn vẹn mà chúng ta gọi là sát na thế giới. Thế giới đối lập là sắc tức không, không thức sắc. Thế giới tuyệt đối là không, hoặc niết bàn là không sắc không không. Thế giới toàn vẹn là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là chân lý, chỉ như thị, sắc là sắc, không là không. Đạt được chân lý duy nhất thì chưa đủ, bởi vì sự trải nghiệm của chúng ta về chân lý phải có bổn phận cho chúng sanh khác trong từng khoảnh khắc. Tâm kinh kết thúc với lời kêu gọi hành động. Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha. Thần chú này có nghĩa là phụng sự cho thế giới sát na, là tình thương rộng lớn và lòng từ bao la. Đó là con đường của Đại Bồ Tát. Khi mọi người cùng nhau hành động vì tất cả chúng sanh, sau đó tình thương rộng lớn xuất hiện tự chính nó. Cùng nhau hành động có nghĩa là hành động hài hòa với nhau trong từng khoảnh khắc. Đó là hòa bình thế giới. Chỉ làm điều đó. Nếu có ai khát cho họ uống, đói cho ăn. Khi một người khổ đau xuất hiện trước mặt bạn, bạn chỉ giúp đỡ an ủi mà không cần suy nghĩ hoặc kiểm tra. Phần đầu của kinh này không có làm điều đó. Ngay cả câu nói khéo về sự đạt được mà không đạt được. Nhưng nếu bạn đạt được một điều gì, bạn phải làm điều đó. Đó là ý nghĩa sáu rốt của câu Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha. Từng bước chúng ta đạt được như thế nào để hoạt động từ bi đối với người khác
ứng dụng chân lý cho những người khác một cách tự nhiên từng khoảnh khắc. Đây là toàn bộ vấn đề của tâm kinh. Từng khoảnh khắc, khi bạn đang làm một điều gì, chỉ cần làm việc đó. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Tất cả mọi sự cấu tạo đều vô thường, đây là quy luật sanh diệt. Khi sanh và diệt dứt bật, tức thì sự tĩnh lặng này là chân hạnh phúc. Chúng tôi đã nói về quan điểm duyên khởi trong Phật giáo Tiểu Thừa. Quan điểm này cho thấy tất cả các pháp trong vũ trụ chỉ là đơn thuần liên đới với nhau giữa các điều kiện nhất định. Vì thế tất cả các pháp là vô thường. Sanh và diệt là một trong những nguyên tắc cơ bản của thế giới này. Tất cả mọi hiện tượng sự vật trong vũ trụ xuất hiện từ không. Chúng tồn tại trong một số thời gian dài hay ngắn và cuối cùng trở về không. Quy luật này không chỉ là một số ý tưởng Phật giáo. Nó chi phối tất cả mọi thứ trong toàn thể pháp giới vũ trụ. Nếu bạn thực hiện quy tắc này, thì tất cả mọi thứ đều theo quy tắc này. Tuy nhiên nếu bạn không tạo ra vũ trụ này, cũng như không tạo ra thế giới này, thì bạn không có quy tắc này. Vì vậy thậm chí sanh và diệt có thể biến mất, bởi vì nếu bạn thật sự trải nghiệm sự giống không, bạn có thể quán chiếu sâu thẳm hơn. Các pháp ban đầu đã vượt ra ngoài sanh diệt. Nó không bao giờ sanh, không bao giờ diệt. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói lên điểm đó. Vì vậy chúng ta có bản thể, tên gọi, tức danh và hình tướng, tức sắc. Danh và sắc liên tục sanh diệt bởi vì chúng được tạo ra hoàn toàn bằng suy nghĩ. Nhưng bản thể không bao giờ sanh hay diệt. Vì vậy chúng ta phải nhận thức được cả hai, bản thể và sự sanh diệt của danh và sắc. Khi bắt đầu tuyên dương diệu pháp, Đức Phật trước hết đã ban giảng lời dạy rất đơn giản này là tất cả các pháp tùy duyên sanh và tùy duyên diệt. Đó là giáo lý duyên khởi. Nó là một loại kẹo pháp, một giáo lý hợp với khế cơ. Đức Phật sử dụng nó để khơi mở tâm trí của đệ tử mình. Nhưng khi tâm trí đệ tử trưởng thành, Ngài lấy kẹo ra khỏi tay họ. Đó là lối giảng dạy sơ cơ, thực sự không sanh không diệt. Sau đó Ngài dạy rằng sanh chỉ là sanh và diệt chỉ là diệt. Lời dạy cuối cùng của Ngài là bằng cách nào bạn tìm thấy tác dụng chính xác sanh và diệt để giúp đỡ chúng sanh. Tất cả các pháp sanh và diệt, bạn có thể nhận ra điều đó trong cõi đời này. Bạn có thể ngửi thấy mùi đó. Bạn có thể nếm vị đó. Nhưng chỗ nào là tất cả các pháp trong vũ trụ sanh và diệt? Bằng cách quán soi vào chân tánh của cõi đời này và thực hành thiền định, bạn có thể thấy rằng tất cả mọi hiện tượng sanh và diệt chỉ xảy ra trong tâm. Tâm tạo ra tất cả mọi thứ. Vì vậy, trong Kinh Hoa Nghiêm như chúng ta đã biết, Đức Phật dạy tất cả do tâm tạo. Khi bạn có tâm, tức thì có sanh và diệt. Nếu bạn không tâm, bạn không thể nhận ra không sanh không diệt, chẳng đến chẳng đi. Vậy thì tác dụng, tức tính năng chính xác sanh và diệt là gì? Đây là điểm rất quan trọng, chỉ giúp đỡ người khác. Trước tiên bạn thấy rằng tất cả mọi thứ trong thế giới này sanh rồi diệt và diệt rồi sanh, xoay quanh không ngừng. Nhưng sau đó bạn chắc chắn muốn hiểu được thế giới này đến từ sanh và diệt rất nhiều. Ai làm cho thế giới này sanh và diệt? Tất cả các pháp sanh từ đâu? Và khi diệt nó về đâu? Nếu tu tập chăm chỉ, bạn có thể thấy tâm mình đã tạo ra toàn thể những điều này và tất cả mọi thứ đều ở trong đó. Vậy thì ai tạo ra tâm này? Chính cái tôi đã tạo. Nếu tôi diệt thì tâm diệt, và toàn thể vũ trụ này cũng diệt. Khi tôi diệt thì sanh chỉ là sanh và diệt chỉ là diệt. Đó là vì khi không có tôi, tâm của bạn sáng rõ như hư không, có nghĩa là nó như một tấm gương. Khi một quả bóng màu đỏ
được đặt ở phía trước gương, thì màu đỏ xuất hiện. Khi một quả bóng trắng được đặt ở đó, thì màu trắng xuất hiện. Tuy nhiên tấm gương sáng này tự nó chẳng bao giờ xanh diệt. Nó chỉ phản chiếu những hiện tượng sự vật như núi sông, cây cối, động vật, chó mèo và con người. Tất cả như chúng đang hiện hữu. Gương sáng phản ánh toàn thể xanh diệt của thế giới này. Nhưng gương sáng tự nó chẳng bao giờ xanh diệt. Vì vậy không xanh không diệt, hoặc xanh chỉ là xanh và diệt chỉ là diệt. Nếu tâm bạn như tấm gương sáng rõ, nghĩa là bạn tỏ ngộ được chân tánh của bạn. Vậy thì tác dụng chính xác xanh và diệt là gì? Làm thế nào bạn có thể sử dụng xanh diệt để giúp đỡ cho những chúng sanh khác? Đó là công việc duy nhất về sự thực hành thiền định của chúng ta. Cách đây khá lâu tại Hàn Quốc, Đại Thiền Sư Hiểu Phong, Hiểu Bông, đã khai thị một bài pháp thoại rất thú vị, chỉ cho chúng ta làm thế nào có thể tìm thấy tính năng này. Ngồi trên pháp tòa trong chánh điện thờ Phật tại ngôi chùa lớn Hải Ấn, sư cầm gậy thiền đánh xuống bàn 3 lần và nói với chúng tăng: tất cả các pháp liên tục sanh và diệt, sanh và diệt. Nhưng duyên khởi, tất cả mọi thứ xuất hiện từ sự tĩnh lặng hoàn toàn. Sự tĩnh lặng là bản thể phổ quát của chính nó. Nếu các vị đạt được bản thể, các vị đạt được chân lý và tính năng chính xác. Sau đó sanh diệt là chân lý, và nó có thể đạt được tác dụng chính xác của sanh và diệt. Vậy câu hỏi của tôi dành cho tất cả đại chúng xuất gia hôm nay là: bản thể, chân lý và tính năng đến từ đâu? Nếu các vị mở miệng trả lời, điều này tạo ra đối lập. Còn như ngậm miệng im lặng để bày tỏ thì các vị vướng mắc vào không. Vậy làm thế nào để miệng của các vị không mở hoặc không đóng mà đạt được bản thể, chân lý và tính năng? Không ai trong hội chúng xuất gia đông đảo có thể trả lời được câu này. Sư nói tiếp: tôi sẽ cho quý vị một gợi ý. Rồi sư hét: cát, tất cả mọi người hãy trở về phòng uống trà. Sau đó, thiền sư Hiểu Phong bước xuống pháp tòa. Thật ra không có gì là khó khăn để đạt được tính năng của sanh diệt. Khi sanh diệt không còn thì đây là sự tĩnh lặng hoàn toàn, là chân hạnh phúc. Tất cả mọi thứ đã được toàn vẹn, không có gì là thiếu hoặc thừa ở bất cứ nơi nào. Không có gì không phải là chân lý. Khi bạn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, tất cả mọi thứ đã được hoàn toàn đầy đủ rồi. Chúng tôi sử dụng từ hoàn toàn để chỉ đến tâm hiện tiền, còn gọi là sát na tâm. Trong tâm hiện tiền, sanh chỉ là sanh và diệt chỉ là diệt. Vì tâm hiện tiền đã vượt trùm thời gian và không gian. Chỉ vào thời điểm này, thời điểm này là thời gian rất ngắn trong một sát na. Trong một sát na, sanh chỉ là sanh, diệt chỉ là diệt. Nhưng khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của chúng ta không giữ được tâm sát na này, thì tất cả mọi thứ chỉ là ảo giác. Điều đó có nghĩa là tất cả mọi thứ không hoàn chỉnh và không như thật. Khi bạn sống trong ảo tưởng, tất cả mọi thứ trong thế giới này vẫn sanh và diệt. Mọi vật đến và đi. Chúng được sanh ra và chết. Nỗi đau khổ của con người cũng từ đó mà xuất hiện. Mọi người đều nghĩ rằng giáo lý này vô cùng khó khăn. Nó vượt quá tầm tay hoặc kinh nghiệm của họ. Làm thế nào những điều này có thể sanh và diệt? Và chưa từng có ban đầu không sanh không diệt. Ngay cả trong thế giới không ngừng chuyển động. Một môn sinh đã từng nói với tôi: kinh Đại Bát Niết Bàn dường như rất khó hiểu, vì cho rằng tất cả mọi thứ luôn luôn di chuyển, nhưng tất cả mọi thứ lại không di chuyển. Con không hiểu giáo lý Phật giáo này. Nhưng có một cách rất dễ dàng để hiểu được điều này. Đôi khi bạn xem phim hoạt hình, hoặc bạn xem một bộ phim hành động giữa cánh đàn ông tốt và một số người xấu. Có những cuộc chiến đấu đôi bên, xe cộ đuổi bắt chạy rất nhanh và có nhiều vụ nổ khắp nơi. Mọi thứ luôn luôn di chuyển. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta có những đặc tính này.
nghĩa là tất cả mọi thứ di chuyển liên tục, đến và đi, không ngừng. Nó có vẻ như không có nơi tĩnh lặng, nhưng bộ phim này thực sự chỉ là một chuỗi dài của những hình ảnh cố định. Trong một giây có thể là 14 khung hình khác nhau. Mỗi hình ảnh là một phần của hành động, nhưng trong mỗi khung hình không có gì đang chuyển động. Tất cả mọi thứ hoàn toàn là những bức tranh tĩnh vật. Mỗi khung hình, từng phần, từng ảnh người là một bức tranh hoàn chỉnh. Trong mỗi hình không bao giờ đến hoặc đi, hoặc sanh hoặc diệt. Mỗi hình ảnh là sự tĩnh lặng hoàn toàn. Máy chiếu phim truyền tải suốt những hình ảnh, và tất cả những hình ảnh này chạy qua ống kính rất nhanh. Do đó hành động trên màn hình có thể xảy ra không ngừng, không có đột phá trong sự thay đổi vị trí của những sự vật. Nhưng thực sự khi bạn nắm những thước phim hình này và soi nó vào trong ánh sáng với bàn tay của bạn, không có gì di chuyển ở tất cả mỗi khung hình được hoàn tất. Mỗi thời điểm là hành động hoàn toàn không chuyển động. Tâm của chúng ta và toàn thể vũ trụ này chỉ là như thế. Thế giới này là vô thường, tất cả mọi thứ luôn luôn thay đổi, thay đổi, thay đổi, di chuyển, di chuyển, di chuyển, không ngừng nghỉ. Thậm chí trong một giây, cuộc sống của chúng ta dường như tràn đầy nhiều chuyển động và thay đổi trong thế giới này mà chúng ta chứng kiến. Nhưng tâm bạn ngay bây giờ giống như một ống kính có tốc độ màn chập lá chắn, là một sự chia phân giới hạn cho thời gian vô tận. Chúng tôi gọi đó là sát na tâm. Nếu bạn đạt được tâm đó, tức thì toàn thể sát na thế giới dừng lại. Từng khoảnh khắc bạn có thể nhìn thấy thế giới này hoàn toàn dừng lại, dừng lại, dừng lại. Dừng lại như những thước phim hoạt hình, bạn cảm nhận được mỗi khung hình. Khoảnh khắc này là tĩnh lặng vô hạn và đầy đủ trọn vẹn. Trong mỗi khung hình không có gì chuyển động, không có thời gian và không có gì sanh hoặc diệt. Nhưng khi những thước phim này được chạy qua máy chiếu lên, tâm của bạn suy nghĩ luôn luôn di chuyển vòng quanh vòng quanh. Vì vậy bạn trải nghiệm thế giới này liên tục di chuyển, và bạn liên tục trải nghiệm sự thay đổi. Đó là vô thường. Bạn mất sát na tâm bằng cách làm theo tư duy khái niệm của bạn, rồi tin rằng nó là thật. Khi thực hành thiền định trong thời gian dài, bạn có thể ngừng máy quay vào ống kính tâm của bạn. Và sau đó bạn thực sự có thể trải nghiệm rằng mỗi khoảnh khắc cuộc sống của bạn thực sự vô hạn trong thời gian và không gian vô cùng này. Đây là lý do tại sao chúng tôi gọi nó là sát na tâm. Nó không chuyển động và luôn luôn tròn đủ. Chính tâm này thực sự vượt thời gian và không gian. Sau đó khi bạn thấy, nghe, gửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ tất cả mọi thứ, chỉ vì nó hiện hữu và đã được hoàn toàn đầy đủ. Nó rất quan trọng để đạt đến điểm này. Sau đó bạn có thể đạt được ý nghĩa của kinh Đại Bát Niết Bàn. Niết Bàn trở thành bạn. Bạn đạt được chân hạnh phúc rồi thì sanh và diệt biến mất. Nhưng chỉ hiểu biết những lời này thì chưa đủ, nếu bạn không thực sự được trải nghiệm rất thực tế mà trong kinh đã chỉ ra. Thuở xưa ở Trung Quốc, đã có một vị pháp sư nổi tiếng tên là Chí Đạo. Ông đã tụng đọc và nghiên cứu rất nhiều kinh điển suốt 30 năm. 30 năm, không phải là 3 năm. Ông đã nghiên cứu học tập mỗi ngày. Trong 30 năm như vậy, ông hiểu thấu tất cả kinh điển không gì có trở ngại. Người ta nói rằng bạn có thể đọc cho ông ta nghe một dòng bất kỳ các loại kinh điển, và ông ta sẽ kể lại số dòng và số trang trong bản văn kinh đó xuất xứ từ đâu. Ông thuộc hạng đại pháp sư lỗi lạc. Không có kinh điển nào làm cho ông nghi vấn, ngoại trừ kinh Đại Bát Niết Bàn. Với sự cố gắng hết mức nhưng ông không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của kinh này. Một hôm ông đến bái yết Lục Tổ Hệ Năng và thưa: Bạch sư phụ, từ khi con xuất gia học đạo, đã đọc qua tam tạng giáo điển như kinh Kim Cương, tâm kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa v.v. Con hiểu hầu hết tất cả các kinh ấy, nhưng con chưa hiểu được kinh Đại Bát Niết Bàn. Xin thầy từ bi mở tỏ
cho con một số nghi vấn. Lục Tổ đáp, ông muốn hỏi điều gì? Kinh Niết Bàn nói tất cả các hành là vô thường, đó là pháp sanh diệt. Vâng, đúng thế. Con hiểu điểm này, nhưng câu kế tiếp cho biết khi sanh diệt biến mất, sau đó tịch diệt là chân hạnh phúc. Con nghi ngờ chỗ đó. Lục Tổ hỏi, ông thực sự nghi như thế nào? Bạch Thầy, khi sanh và diệt biến mất, tức vắng lặng không có gì. Vậy thì cái gì có thể vui hưởng hạnh phúc? Trong sự vắng lặng hoàn toàn không có ai và không có tôi, của tôi thuộc về tôi. Mặc dù trong chúng ta đều có hai thân, sắc thân và pháp thân. Sắc thân tức thân vật lý bao gồm bốn yếu tố, đất, không khí, lửa và nước. Vì vậy nó luôn luôn sanh diệt, vô thường. Nó luôn luôn bị bệnh già chết và luôn phải chịu sự tái sinh trở lại. Do vậy thân này luôn đau khổ, không thể có được hạnh phúc. Còn pháp thân thì thường tại, nhưng không có thọ tưởng hành thức, không suy nghĩ. Cho nên nó vô tri vô giác, giống như đá như cây. Vì vậy nó không thể có được hạnh phúc. Thế nhưng kinh Đại Bát Niết Bàn lại nói rằng, khi sanh và diệt biến mất, sự vắng lặng này là chân hạnh phúc. Xin Thầy từ bi khai thị cho con thấu hiểu. Đức Lục Tổ nhìn vào Chí Đạo và nói, đó là một câu hỏi khá hay. Nhưng kinh nói, khi sanh và diệt biến mất, đó là sự tịch diệt vắng lặng. Vì vậy ta hỏi ông, sắc thân và pháp thân giống nhau hay khác nhau? Bạch Thầy, khác nhau. Nếu vậy thì người đối trước ta mà ta đang hỏi là sắc thân hay pháp thân ông? Dạ thưa, cả hai. Cả hai? Ai nói cả hai? Chính con. Ồ, cái tôi nói ra điều đó. Vậy cái tôi này là sắc thân hay pháp thân? Chí Đạo hoàn toàn bị mắc kẹt và không thể trả lời được. Vì vậy Lục Tổ bảo, hãy buông xuống. Buông xuống mọi tư duy khái niệm của ông. Không nên tạo ra sắc thân hoặc pháp thân. Tại sao chạy theo ngoại đạo, tạo ra cái thấy chấp đoạn và chấp thường? Cho nên ông mới có vấn đề. Sắc thân của ông chưa bao giờ nói tôi là sắc thân. Pháp thân không bao giờ nói tôi là pháp thân. Ông tạo ra sắc thân và pháp thân riêng biệt, rồi lìa sanh diệt để cầu tịch diệt. Lại suy luận Niết Bàn thường lạc phải có thân thọ dụng. Đây là lẫn chấp sanh tử, đắm mê cái vui thế gian. Ông nên biết, Phật vì người mê chấp lấy thân năm bẩn làm thể tướng của mình, phân biệt các pháp là do tướng ngoại trần nên tham sống sợ chết, niệm niệm đổi rời, không biết mộng huyễn hư giả, luống chịu luân hồi, lấy thường lạc Niết Bàn đổi thành tướng khổ, suốt đời tìm cầu. Do vậy, Ngài mới chỉ dạy Niết Bàn chân lạc. Trong sát na không có tướng sanh diệt, lại sanh diệt có thể biến mất, ấy là tịch diệt hiện tiền. Chính ngày hiện tiền cũng không phải hiện tiền mới gọi là thường lạc. Vui này không có người thọ, cũng không có người chẳng thọ. Há có tên một thể năm dụng ư? Huống chỉ nói Niết Bàn ngăn trở các pháp, khiến hằng chẳng sanh. Như vậy ông chê Phật hủy pháp rồi. Cho nên ông có rất nhiều suy nghĩ, vận dụng trí óc ham muốn và đau khổ. Hãy buông bỏ hoàn toàn suy nghĩ của ông. Không có sắc thân hoặc pháp thân. Bây giờ ông đã thấu hiểu chưa? Chí Đạo nghe điều đó xong, tức thì tỏ ngộ, bèn đảnh lễ tạ ơn và thưa. Ồ, kính bạch sư phụ, bây giờ con đã thấu hiểu rồi. Vì vậy đó là một điều rất thú vị. Nếu bạn muốn hiểu giáo lý của kinh Đại Bát Niết Bàn, từng khoảnh khắc không làm bất cứ điều gì. Lời dạy quan trọng của kinh này là rất rõ ràng ngay phía trước bạn. Nếu bạn mở miệng, bạn không bao giờ có thể hiểu được điểm này. Đó là điểm không thể giải thích. Nó không có lời nói hay chữ nghĩa. Nếu bạn đạt được điều đó, bạn đạt được không sanh không diệt. Nó rất đơn giản và không phải là một kinh nghiệm đặc biệt.
nếu bạn đang suy nghĩ bạn sẽ không bao giờ thấu hiểu được điểm này. Kinh Pháp Hoa. Chư Pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo dĩ, lai thế đắc tác Phật. Các Pháp từ xưa này, tướng thường tự vắng lặng, Phật tử tu lối này, đời sau sẽ thành Phật. Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta về như thật. Trong ký tự Trung Quốc, kinh này được gọi là Xin Sang Mio Bếp Kiêu. Xin Sang có nghĩa là như thật, Mio Bếp nghĩa là diệu pháp, và Ki ông có nghĩa là kinh. Vì vậy đây là kinh diệu pháp như thật. Nó chỉ cho thấy làm thế nào để đạt được nhất tâm, tức chi kiến Phật. Nó cũng mở bày cho chúng ta có thể đạt được thời gian vô cùng và không gian vô tận. Kinh này cũng dạy chúng ta về việc thấy biết cái tâm của sự tĩnh lặng hoàn toàn. Đôi khi chúng tôi gọi đây là nhất tâm. Tất cả những điều này chỉ là tâm ban đầu của chúng ta. Nó không phải là một cái gì dẫn đến để lấy, nhưng một cái gì đó chúng ta đã có sẵn. Khi một ý nghĩ duy nhất xuất hiện, tuy nhiên chúng ta đánh mất tâm ban đầu của sự tĩnh lặng và biến diệt. Trong khi bạn nghe lời tôi giảng nói, bạn lại chạy theo một số suy nghĩ di dời trong tâm bạn. Bạn và tôi trở thành bao la riêng biệt. Nhưng bằng cách cắt đứt tất cả mọi suy nghĩ và quay về lắng nghe đơn giản, bạn trở lại hoàn toàn với hành động này. Khi bạn cắt đứt dính mắc suy nghĩ, sau đó lời nói của tôi và sự lắng nghe của bạn là hoàn toàn giống nhau. Việc nói và nghe không phải là hai, mà là Phật thật, Chúa Giê-xu thật, Thượng Đế thật. Kinh nghiệm này không chỉ có người Hàn Quốc hay người Mỹ, người Đức hoặc Trung Quốc, không có nam hay nữ. Đôi khi tất cả gọi nó là nguyên điểm. Trong những năm trước đây, trong khi tôi đang giáo hóa ở Paris, một nhóm các linh mục người Pháp đến gặp tôi tại trung tâm thiền. Chúng tôi đã có một buổi trà đàm và họ hỏi tôi những câu hỏi về Phật giáo và Kitô giáo. Cuối cùng có một vị linh mục trong số họ nói rằng chính ông đã có đi tham dự một đêm thuyết pháp công cộng trước đây của tôi, và một cái gì đó làm cho ông suy nghĩ suốt đêm. Tại buổi tọa đàm, ông đã nói rằng nguyên điểm chính là thời gian vô cùng và không gian vô hạn. Vậy thì mối quan hệ giữa nguyên điểm và việc sáng tạo của Thiên Chúa là gì? Tôi lấy bàn tay của tôi đập lên bàn như thế này. Đó là tất cả. Có một vài giây im lặng, trong khi vị linh mục đó tỏ ra kỳ lạ, vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt của ông. Vì vậy tôi đã giải thích. Nói về sự sáng tạo của Thiên Chúa chỉ là suy nghĩ của con người bày đặt ra. Nhưng thời điểm này là trước khi suy nghĩ. Nó trước Chúa Giê-xu và Đức Phật. Nó trước vũ trụ. Nó trước khi tạo dựng của Thiên Chúa. Nếu các vị thực sự đạt được điểm đó, các vị có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Sau đó vị linh mục khác mỉm cười và hỏi: vâng, vậy thì thưa thiền sư, ông có thể nhìn thấy Thiên Chúa không? Tôi đáp: áo sơ mi của các vị màu đen. Kinh Pháp Hoa chỉ cho chúng ta thấy quan điểm này để nhận ra bản thể của chúng ta và bản thể của mọi hiện tượng. Kinh cũng dạy rằng một người hoàn toàn có thể sẽ trở thành một vị Phật trong đời sau. Đây là một câu nói rất thú vị. Nó không có nghĩa là bạn sẽ đạt được giác ngộ trong một số đời khác. Đời sau của chúng ta thực sự không phải là cuộc sống tiếp theo. Đây chỉ là một sự khác biệt đến từ cách sử dụng chữ nghĩa để mô tả một cái gì đó mà chưa có lời. Có thực sự là nơi nào khác để cho chúng ta trở thành một vị Phật ngoài ngay bây giờ và ở đây hay không? Nó không xảy ra bất cứ nơi nào hoặc bất cứ lúc nào khác. Một đệ tử của Đức Phật chỉ đơn giản là thực hành. Bởi chỉ cần thực hành ngay bây giờ, rồi đời sau là thời điểm này. Bạn chỉ có khoảnh khắc này, đời sau không tồn tại. Tâm của bạn hành động ngay trong thời điểm này là Phật rồi. Sự thật này là vô giá. Đạt được tâm Phật không phải là khó khăn. Nó không xảy ra một thời điểm nào trong tương lai. Nó chỉ đơn giản là ngay bây giờ. Không có bên trong hoặc bên ngoài. Không có chủ thể hoặc đối tượng. Tại thời điểm này, chủ thể và đối tượng bùm, trở thành một. Chỉ làm điều đó
và bạn là Phật rồi. Nhưng hãy cẩn thận. Chúng ta đều biết rằng có rất nhiều người sử dụng tiêu đề của kinh này để đạt được một sự trải nghiệm của nhất tâm. Tín đồ của giáo phái Nhật Liên Tông, người Nhật thường tụng Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh để mong cầu những thứ mà họ muốn. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đó là tiêu đề của kinh này bằng tiếng Nhật. Nếu họ chỉ niệm như vậy, họ tin rằng họ sẽ có được hạnh phúc, có một ngôi nhà đẹp hoặc một người vợ tuyệt vời. Họ cũng có thể làm cho một doanh nghiệp thành công bởi chỉ niệm câu kinh này tất cả mọi lúc. Họ tin rằng bất cứ điều gì đều có thể thành tựu mong muốn. Nếu bạn chỉ cần lặp lại tiêu đề này thật nhiều lần, tiêu đề của kinh này giống như một câu thần chú để có được một cái gì đó. Đó là loại thực hành không tốt cũng không xấu. Nó chỉ là việc giữ nhất tâm, là sự tốt đẹp. Nếu bạn muốn mong cầu một điều gì được thỏa nguyện. Nhưng tu tập thiền định chính xác có nghĩa là đạt được điểm nhất tâm mà không vọng muốn bất cứ điều gì. Đây là mục tiêu của sự thực hành bất cứ thần chú nào, không chỉ Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tất cả các thần chú đều như nhau. Thậm chí nếu bạn lặp đi lặp lại Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola một cách miên mật, thực hiện với quyết tâm hoàn thiện sáng suốt, cũng sẽ có kết quả như nhau. Điểm quan trọng nhất là làm thế nào để bạn quét sạch vọng tưởng của bạn. Làm thế nào bạn giữ cho tâm bạn rỗng không? Nếu bạn giữ cho tâm rỗng không, đó là tuyệt đối. Đôi khi chúng tôi gọi là nguyên điểm. Khi bạn giữ nguyên điểm trong một thời gian dài, bạn có thể chuyển hóa nguyên nhân chính của bạn. Tất cả hạnh phúc và đau khổ của bạn xuất phát từ nguyên nhân chính. Sau khi bạn chuyển hóa nguyên nhân chính, tình huống của bạn thay đổi và bạn sẽ nhận được kết quả khác nhau. Bạn sẽ thay đổi sự đau khổ của bạn để lòng từ bi và hạnh phúc có thể xuất hiện. Đây là giáo lý duyên khởi. Vậy làm thế nào để bạn chuyển hóa nguyên nhân? Chỉ giữ nhất tâm. Khi bạn đang làm gì, chỉ làm điều đó. Trong tâm chỉ làm điều đó. Không có chủ thể và không có đối tượng. Bên trong và bên ngoài trở thành một. Kết quả là bạn có thể kết nối với năng lượng vũ trụ. Cái tên đôi khi chúng tôi sử dụng cho điều đó là nguyên điểm. Khi bạn giữ vững một thời gian dài, rồi từ từ nguyên nhân biến mất. Tư duy tạo ra nguyên nhân chính của bạn. Vì vậy nên vứt bỏ tâm đối lập của bạn. Mất đi năng lượng đối lập thì nguyên nhân chính biến mất. Như nước khi đem ra ánh mặt trời một thời gian, nó sẽ bốc hơi của chính nó. Khi bạn tu tập chăm chỉ, nó rất dễ dàng cho bạn thực hiện điều này. Thế nhưng suy nghĩ tạo ra nghiệp, và nghiệp phong tỏa ánh sáng mặt trời trí tuệ. Vì vậy nguyên nhân nghiệp này không thể chuyển hóa một cách nhanh chóng. Thực hành câu niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh không tốt cũng không xấu. Nó có thể quán chiếu vào chân tánh của bạn, hoặc bằng cách lặp đi lặp lại câu đại thần chú Om Mani Padme Hum. Thậm chí sử dụng từ Coca-Cola như một câu thần chú có thể giúp cuộc sống của bạn. Nếu bạn thực hành một cách chính xác, bất cứ điều gì, sự tu tập của bạn cần nên giữ một đại nghi tình và chỉ làm điều đó. Nếu bạn có tâm tinh tấn và đại nghi tình, thì bất kỳ loại tu tập nào cũng có thể giúp bạn thấu rõ chân tánh. Thuở xưa tại Hàn Quốc, có một nhà sư tên là Thạch Đầu, có nghĩa là đầu đá. Ông rất khờ khạo quê mùa, nhưng ông đã có một tâm lực tinh tấn mạnh mẽ. Một ngày nọ, Thạch Đầu hỏi sư phụ: Phật là gì? Sư phụ ông trả lời: Dục Sim Sibun, có nghĩa Phật là tâm. Nhưng Thạch Đầu nghe lầm. Ông nghĩ rằng sư phụ của ông cho biết Xin Zip Sibun, Phật là giày cỏ. Vì vậy suốt 3 năm ông chỉ giữ câu hỏi: Phật là giày cỏ ý nghĩa gì? Tôi không biết. Ông không bao giờ nghi ngờ sự thực hành của ông. Ông không bao giờ nghi ngờ sư phụ của mình. Ông không nghĩ tốt hay xấu. Thạch Đầu chỉ giữ câu hỏi này với quyết tâm ngay giữa mọi sinh hoạt hàng ngày của mình, cho dù ngồi nằm đi đứng, ăn uống hoặc làm việc. Một hôm,
trong khi mang củi xuống từ một ngọn đồi. Chân thạch đầu vấp phải một viên đá, củi đổ văng ra và đôi giày cỏ của ông đã tuột khỏi chân, bay lên không rồi rơi trên mặt đất. Ngay thời điểm đó ông nhìn thấy đôi giày cỏ bị rách nát. Tức thì thạch đầu liền tỏ ngộ. Đôi giày rách của ông và tâm ông cùng toàn thể vũ trụ hoàn toàn trở thành một. Lúc ấy ông đã nhận ra chân tánh của mình. À, Phật là giày cỏ. Ông vội vã trở về gặp sư phụ của mình rồi la hét. Sư phụ, bây giờ con đã hiểu Phật rồi. Sư phụ hỏi ông. Thế hả? Vậy trình kiến giải cho ta nghe thử. Thạch đầu xách đôi giày rách đập lên đầu sư phụ mình. Thiền sư hỏi. Chỉ như vậy thôi sao? Giày cỏ của con bị rách rồi. Sư phụ ngoảnh đầu lại và cười. À, thật tuyệt vời. Bây giờ con thực sự hiểu Phật. Đây là câu chuyện rất thú vị về cách thực hành và giữ nhất tâm. Lối thực hành này chỉ giữ một câu hỏi lớn, đại nghi tỉnh. Và ngay sau đó tất cả mọi thứ sẽ trở nên sáng suốt rõ ràng cho bạn. Nó rất dễ dàng. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải cố gắng. Khi bạn đang làm một cái gì đó, chỉ làm điều đó. Đây là xương tủy của kinh Sen, cũng gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa.